Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại mời các bạn quay lại cái vườn rau của nhà mình nha. Vườn rau của nhà mình hôm nay mình trồng là hôm nay lâu lâu rồi mình cũng không lên video. Hôm nay mình thấy nó tốt quá mình lại quay cho các bạn coi. Đây này, cái cải mà mình vẫn khoe với các bạn là mình trồng cái giống cải ngoài Bắc này. Đấy, cái giống này mình không bao giờ mình bỏ được các bạn. Ở đây họ cũng bán đấy, nó gọi là cái màu gà đấy, các bạn mua trồng đi. Ăn nó bền lắm mà cái cải này ăn nó mềm, nó có để mình để tha hồ đây lâu được thì ăn nó cứng, mình muối dưa. Cứng thì muối dưa. Đây. Ở cái này là xà lách các bạn thấy không? Trong khi mình chờ cây giống là mình tranh thủ mình làm mình lứa rau này. Nhanh ăn lắm, chứ khoảng bằng đây này cái cây này nó cuốn nó cúp thôi này. Đấy. Thích chưa? Tranh thủ trồng này đây này, cái này là cái giống này giống rau cải cuốn được các bạn ơi, nhưng mà nó không có lạnh, nó không cuốn được. Đây nó hơi khum khum mà ăn thì nó rất là giòn, cho nên là mình cứ duy trì đây cây này cuốn đây này. Đó, cây này trông nó mấy ngày nay nó e nó lạnh lạnh nó cuốn. Đây này. Đây là ăn như này là ăn được rồi, như này các bạn này nó giòn lắm mà. Cái này mình trộn dầu giấm á. Cái giống này trộn dầu giấm vì cái lá nó dày ăn nó giòn khọc ấy ngon. Mua dầu giấm về trộn cái này ăn tuyệt vời lắm, hoặc là mình làm mà trộn với thịt bò à, nó rất là ngon. Cuốn rau sống nói chung là mình thích ăn cái rau này hơn cái rau xà lách. Cái rau xà lách cái lá nó mỏng lắm, ăn nó không có giòn ngon như cái này. Đây là cái rau cải này xích chưa này. Giờ nó đang lên này, cái lá nó mơn mởn đây này. Nói chung là cái mùa lạnh này ở trong Sài Gòn mà cái mùa này là cứ vào cái mùa Noel, mùa lạnh trồng rau đó, nó lên cứ bẩn bạc ấy. Không cần phân mấy mà nó cứ lên mầm ấy, thích chưa? Nó lên tốt Mùa cái mùa nắng này thì không cần phải chọn đất tươi xốp. Tươi xốp là mình cứ cái mùa mưa ấy, thì nó cần tươi xốp. Cái mùa này thì tươi xốp quá thì mình tưới nó đấy. Đến đâu nó dọc hết đến đấy thì cái cây nó nhanh thì tưới lắm. Cho nên là cái mùa này mình không có chọn chấu nha các bạn. Đấy. Đây là phần cây hồ hoa các bạn này. Cái này nó lẻ loi gom mình, cho nên là cứ phải bọc không có rủi vàng nó tấn công. Lâu nay bận quá thì cũng không có bẫy rủi vàng. Đấy mà không bọc như này là chả được ăn đâu các bạn. Nó ấy hết. Cái này là rau lang đây, rau lang giống rau lang chân vịt này. Đấy, thích chưa, nó cứ lên thành búi từng búi nổ thế này. Nó không có quài đâu các bạn ơi, này đây các bạn thấy không? Cái giống rau lang nó lên thành búi này đấy. Như cái rau lang kia đã lên này nó có quài ra là mình ăn mà không ăn kịp nó tàn, như cái này để được lâu lắm này. Đây. Cái này là hôm qua mới cắt này. Mới cắt 3 chậu. Hôm qua tốt mà như này thích lắm. Cái này là rau lang hôm qua mình đây khoe sơ sơ với các bạn là cái vòng ngoài nữa nha. Đây này, cái này bí này các bạn, đây bí này là mình mới trồng này. Cái này bí cũng lại dòng bí còn dài, như lần này mình không có dòng nhiều lắm, mình cứ dòng mình chủ ăn thôi, dòng đủ các mỗi thứ một chút, dòng dưa lưới rồi là dòng nói chung là cứ thích cái gì là trồng cái đấy, chứ mình không có dòng một loạt đâu. Mình cứ thích cái gì là mình trồng cái đấy mình ăn thôi, chứ mình dòng một loạt cũng nhát ăn không hết các bạn ạ. Có cái thì mình không có mà ăn, có cái thì lại ăn không hết. Thế cho nên là mình cứ thích cái gì là mình trồng. Cho nên là cái vườn nhà mình nó không có đều đâu, nó cứ lộn nhà lộn nhổ mê. Lộn nhổ cây mỗi thứ một chút thôi. Cây gì cũng có là mình ăn là nó quanh năm ngày tháng. Đây, cái cây hồ, cái ngọn hồ hoa là nó già là các bạn bắt nó vào như này. Thế nó leo thành bên cái giàn. Còn cái này đây cũng thế này các bạn ơi. Bướm đánh này này. Bướm đánh mà nó già nhiều lắm này. Nhưng mà ấy thì cây quá rồi, nhưng mà chưa trồng được. Còn cái này rau cải mình tơi đấy, mình trồng mỗi thứ một chút. Cái cây này nó quả là mướp nhánh, quả bí nhánh thì nay mai ăn xong rồi thu cái này thì là lại trồng khác. Đây còn cái này cái rau này ăn hơi bị lâu như này, cứ như cái nào nó lên như này là mình cấu đi, như này thì nó ăn nó bền lắm, nên quá trời như này không biết ăn đến bao giờ nó mới tàn. Cứ xong cái lại cho thi phân tắt vào đây, sới lên cho thi phần ở đấy, thế là lại đùn lá, là cứ tha hồ ăn. Còn cái này hẹ này các bạn ơi, hẹ cái này thì đúng là như chiêm bao nhỉ. Đấy, cái mùa này nó không có đọng nước này. Mùa này nó nước nó mát rồi, nó lên thích chưa nào. Khi những cái này là mình cứ ăn, mình thích ăn đâu mình cắt cái đấy, cho nên nó không có để, còn để là nó tốt hết cái này như thế này. Đây cho các bạn xem vui hẹ này, hẹ này ăn được rồi, cái này tí sẽ cắt này. À, cây nó to chưa, nó bụ mà nó mình ăn đi sớm thì nó không có cái lá, nó không có cái lá vàng. Để tí nữa mình mới thu. Bây giờ ra cho các bạn ra xem cái chỗ rau cải này nhá. Mình lấy cái này mình thu đi. Không kéo rồi.
Đây, còn cái này là cái này thì là rau xà lách nè. Rau xà lách mình trồng cái này là để dành ăn đến Tết, nhưng mà đến Tết là chắc là ăn trước rồi, cũng không để ăn Tết được. Để ăn Tết thì sợ nó hơi già vì cái này trồng nhanh lắm, nhanh ăn lắm, có 20 ngày đến chưa đến 1 tháng là ăn bí đây. Bí này là bí quả ngắn nha các bạn. Xà lách mình đã trồng mỗi một cây 2 cái này. Ngày mai mình bắt đầu mình cho nó bén rễ rồi, bắt đầu mình bón cho nó thêm tí phân gà vào đây, bắt đầu mình treo lên, có thế là cứ thế để tận lúc ăn là xong. Lúc thu hoạch là ok rồi đấy. Đây. Rau cải các bạn thấy chưa, cái giống rau cải nào. Trời ơi. Nó chen nhau nó lên cái cây rau cải, thích chưa? Này. Này mình sẽ nhổ, mình có cây rồi, cây đây rồi. Cây cái là mình trồng sang ngay. Đấy, cứ bắt đầu ấy cái là chuẩn bị cây sẵn rồi, hôm qua cho rổ cây to cho ông hàng xóm rồi, còn những cây bé thì mình trồng. Đây, còn cái này là cale này. Cale các bạn ơi, cale này là không biết làm sao nó cũng hay chết ngang cây này. Hôm bữa trồng một vườn nên mà chết, còn có người này cây này. Chưa hiểu lý do làm sao mà nó cứ ngang cây nó chết. Ác độc vậy. Thế nên cái này rất là khó trồng, mua giống thì rất là đắt, các bạn mua giống là cây mà mình về nó như giống cái cây như là cái kiểu mà nó lên cỡ khoảng bằng như cái này rồi là cây nó bán 50.000 một cây. Thế còn mình mua cái cây nó vừa mới mọc ra ấy là nó bán 5.000. Nó vừa mới gieo hạt lên nó có tí này thôi là 5.000. Mình về mình nhân ra. Đây này. Cái này là mới hái ăn lẩu hết rồi nó lại đùn lên nhanh chưa này. Nó mọc nhanh lắm. Đây. Cái này hành trời cho tôi các bạn xem búi hành của nhà mình nha. Ăn không xuể đâu. Đây này, hành đây này. Đấy, cứ tỉa ăn nó hết đầu. Thích chưa? Này. Trồng cái này này này, nhà có 3 búi hành này, có mà tha hồ ăn này. Đây, nó lên nhanh lắm này, búi hành này, sợ chưa? Tí nó bắt đầu lại tỉa tiếp. Đây này, cái này là bắt đầu là nó mới rồng mà nó lên nó tỉa nhanh thế đấy. Mà rau cái đây này, cái rau này mùa này là mình trồng nó bén rễ một cái là nó lên cứ vù, thích thật đấy. Này là con khỉ thì nó ăn mất cái cây này. Ăn mất cái con chuột thì nó phá lắm, nhiều chuột. Đấy, mùng tơi có mấy cây mùng tơi là ăn suốt à. Cần tây đây. Trồng đủ thứ hết các bạn ạ. Cần tây đấy. Thì cái này là bây giờ mình sẽ thu hoạch nhá. Các bạn là thu. Các bạn với mình. Đây, còn cái này mướp này các bạn trông này. Mướp này, cái dàn mướp đã ăn từ rất là lâu rồi. Cái này là mướp nhánh như này nè. Nó ra quả rồi, nó đang ra sai chưa mà mình chỉ hơi tham là bí leo lên đây rồi nay mai ăn hết cái mẻ này chắc cũng phải là tuyển thôi để cho bí leo. Bí nó leo cho nó chống giảm để cho nó nhiều quả. Đây, bây giờ mình sẽ thu hoạch rau nhá. Các bạn thu hoạch rau cùng với mình nhá. Trông sướng nhỉ. Cái này là thu, cái này là mình cái lá non này nấu canh hoặc luộc, còn cái lá ngoài này muối dừa nhỉ, chứ ăn hết nó cứng. Thu nó đi để trồng cái mẻ khác đấy. À. Đây này, cây rau này. Cái này hôm qua rổ nấu canh này, chỗ này 2 cây rồi chứ không. Hôm qua đã đi lên rổ cho tính cắt thì thấy nó tốt quá rồi, thôi lại để quay cho các bạn xem. Quay cho các bạn coi cái vườn cho nó sướng mắt đấy. Nào. Cầm một cái thùng xốp này mình chỉ trồng 4 cây thôi nè, non lắm. Đây này, cái cây nó xẻ như cái nơm ấy này, nếu mà cái thùng xốp này mà mình chỉ cần trồng 2 cây hai bên là nó xòe như cái nơm đấy, thích chưa? Nè, rau này như cái nơm được, có ăn nấu canh không này, quá trời này. Yêu ơi, Thúy ơi, này có nấu canh, lấy nấu canh ăn này nè. Đấy, thu có 2 cái chậu này thôi mà một số đầy nè, ui giỏi ôi. Đâu có mất vốn, đâu có 10.000 là vốn, đâu có mà dùng cả làng. Đấy. Sẽ thu hết cái chỗ này đi để nó qua cái chỗ này trồng tiếp, có cây rồi. Bây giờ đánh cái cây cải, cải trắng ra trồng rồi, cái cải trắng đó. Cải trắng trồng này ăn, cái này là non ngon. Cái này mau quá vẫn tham, thì trồng 2 cây. Một cái thùng này thì trồng 4 cây là cũng bò dày rồi. Đấy. Rồi. Thích chưa? Cắt thêm mướp ở trên đầu nữa này. Tôi muốn ăn người là có liền. Đây. Mướp to thế.
bảo làm nó không rồi cắt luôn cho mấy em lên đường luôn. Rồi cắt lên hẹ nữa nha, thu hoạch lên luống hẹ này phải để nấu canh này. Nó bắt đầu là đất lại xới lên phơi, phơi cứ khoảng 2 nắng là nó chết hết cái rễ thì bắt đầu là trồng tiếp. Đấy, có hai cái thùng xốp hộp cải mà. Thấy chưa, sướng chưa, không có mồm nào mà ăn hết được cái này vất đi. Bây giờ thu đến hẹ nha, đây các bạn ơi nè, nhiều chưa. Ôi giời, cái rau này giờ bây giờ ít này. Lên này, tốt thế, nó cứ lên một bảng. Ngày mai là cứ bí ra leo lên thằng rau ở dưới nó mọc lên, trời ơi nó tốt. Úm hết nó lạc vào như bạc ở trong rừng luôn, như này kìa, mướp này. Mướp mới bí là cứ lùng lạc, chỗ nào cũng thấy quả. Đi giải khắp nơi. Hey. Đây bắt đầu thu hoạch cái luống hẹ này nha. Cái luống hẹ này này, thích chưa? Đấy. Mình thu đi xong bắt đầu được 2 ngày sau. 1-2 ngày gì đấy nó tỏi lên cái là bắt đầu mình xới, mình cho thêm tí phân vào. Thế là cứ thế để đến tận lúc thu thôi. Đá tưới tắm này phân không nữa, chỉ có mỗi lần thế là nó lên thế này, thích chưa? Nồn lắm. Đấy, à, bây giờ mình cắt non đi, nó không có cái lá vàng. Còn mình để nó già quá là nó có cái lá vàng ở gốc rồi. Nhất mới không phải nhặt. Đấy, cứ cắt như này cho nên nó cứ lộn nhà nhổ, nó không có đều, tại cắt một loạt. Cứ của nhà mình trồng mình cứ ăn đâu mình cắt đấy. Cái cây này cái cỏ đấy nó mọc lẫn mà ăn dai lắm, nó lẫn mà ăn không biết, nhìn không thấy là ăn nó dai nhành. Đây cỏ đây đấy, con lùn đấy đấy, thích chưa. Cái quả lồn lên như thế xong đấy, ăn thế này thôi, ăn này là quá thể nhiều rồi. Đây này, này nấu với nấm này, đậu hũ này còn lắm. Tôi mua nấm này nấu với đậu hũ này, có một cái thùng thông minh mà cắt ở ngày này hẹ này. Đấy, hẹ sạch chưa, này là bán là cũng mấy chục ngàn ối tiền đấy. Nếu mà cứ cái vườn này mà cứ hai ông bà là mà bán là cũng thu hoạch là nhiều phết đấy, tiền không ấy. Đây từ nãy giờ mình thu hoạch được hẹ rồi rau mướp các thứ được nhiêu đây rồi. Giờ mình kết thúc video ở đây nhá, mình xin hẹn các bạn video kế tiếp nha. Mình xin chào các bạn.